Anh ơi, em đang quan tâm tới máy chiếu 4K, hiện tại có mẫu nào ngon nhất vậy ạ? Tài chính 40 triệu. Anh thì bạn có thể tham khảo trong ba con đấy. Một là con Ikimi Horizon Pro, máy thông minh 4K của Ikimi bản quốc tế, tích hợp Android bên trong, độ sáng 2200, Google TV các kiểu, Netflix Full HD, nói chung con đấy xem đẹp, giá thì cũng loanh quanh tầm, nói chung cũng rẻ, nó cũng 36-37 gì đấy. Một lựa chọn nữa đấy là con này, con Horizon Ultra 4K. Con này mình lắp cho mấy chỗ rồi, dùng hình ảnh đẹp, con mà có cái thập thò này này. Đấy, thấy chưa? Con này dùng ngon đấy, có zoom quang học này, có chuyển từ 2D sang 3D này, có Dolby Vision hẳn hoi nhá. Loa cũng hay. Đại loại là con này nhiều cái hay phết. Và một cái sự lựa chọn máy truyền thống nữa, đấy là con TZ2 2008. TZ2008 là một cái máy truyền thống của Epson, mình dùng rồi, con này ngon. Con này sáng đẹp. Con này là máy 4K giá rẻ nhá. Con này chỉ có hơn 30 thôi. Con này thì tất cả chỉnh bằng cơm, phải kết nối với Android Box bên ngoài. Anh em đã chơi 4K rồi, mình khuyên anh em chơi thêm một cái màn tương phản cao nữa với con TZ2008 này thì nó sẽ cho chất lượng hình ảnh nó được sâu. Tại vì dòng này thì chiếu màn trắng thì cái tương phản nó hơi hơi đuối.